hậu cung tranh sủng không một ngày bình yên. Những âm mưu của chốn thâm cung đạt đến đỉnh điểm khi một nhóm phi tần đã âm mưu cùng nhau hàng đêm giết hại từng phi tần một, hòng thống trị hậu cung. Những phi tần này cũng đã dùng bùa mê để nguyền hoàng thượng, không thể ngăn cản chúng và cũng không thể tiết lộ danh tính của chúng. Hoàng thượng chỉ có thể giúp đỡ các phi tần lương thiện bằng những lá bài quyền phép giúp họ tìm ra các phi tần sát nhân trong số mình để xử giáo. Mở mắt ra và nhìn nhau. Từ đây, họ sẽ được cột chặt số mệnh. Nhìn diện nhau. Ngại như vậy. Đêm qua, người chết là nàng sẽ cứu. Hay là người chết chính là... Người chết chính là Trung Tiệp Như. Tôi không tin những gì anh đang tâm lừa dối. Chết liền em. Trời đâu trời. Lê Nhân, nàng dù sao cũng là bậc kim thư quần thần, ăn ngồi dịu dàng đoan trang nết na. Ta không thể nào chấp nhận được phi tần của ta mà ngồi chành bành như vậy được. Hoàng thượng thông cảm với bán cano đi. 3 phút tìm ra hung thủ, bắt đầu. Khẳng định luôn Hải Kiều. Thần thiếp xin khẳng định đó là BB Trần. Tại sao đó? Ai? Bảo bảo. Đó là tục danh. Tục danh là cái gì? Cho thần thiếp xin lỗi qua nói được không? Để ngồi kế bên hung thủ. Bây giờ đêm sau thần thiếp chết là nó. Tư thù cá nhân thôi chứ không biết tại sao. Nhưng mà vậy nè, thần thiếp nghĩ đó là người giết chung có thể là là ai đây? Tư thù cá nhân bàn rồi. Hết ý kiến. Thì bây giờ theo thần thiếp nghĩ là ba Tiểu Dương mới lên thì chắc chắn là ba Tiểu Dương sẽ tranh nhau lên chức cao hơn nữa. Còn 2 phút thôi mọi người ơi. Như vậy là sai rồi hoàng thượng ơi. Thông minh. Ba Tiệp Dư mới lên nhưng mà còn nhiều mỹ nhân. Đúng rồi. Còn chưa lên cho nên giết Tiệp Dư để lên. Chính xác rồi. Thôi đó mình cũng là một âm mưu. Đừng nghĩ trong Tiệp Dư. Hải à, Liz Kim Cương, nàng có ý kiến gì chăng? Mặt non quá chắc nó giết. Trời ơi, như thần thiếp. Thần thiếp chưa nói tiếng nào mà mọi người cứ đòi giết thần thiếp không à. Nhưng mà cái cách của Thanh Tiệp Dư trả lời giống y như màn trước chúng ta chơi. Nên là nghi vấn rất là cao. Đúng rồi, bà bảo đấy. Còn một có chức năng để giết người. Đã tìm ra hung thủ hay chưa? Thôi ơi, không phải là Hải Kiều đâu nha. Hết giờ rồi. Sao cứ giết anh hoài vậy? Em giết anh nè. Hoàng thượng. Hết giờ. Bây giờ, cái này hãy nghĩ trong đầu ai là người gần như là hung thủ nhất. Chuẩn bị. Biểu quyết. 3, 2, 1. Biểu quyết. Số phiếu tuyệt đối cho bảo đảm mỹ nhân. Tại lên đây. Lên biện hộ cho mình đi. Hoàng thượng biết sao không? Hoàng thượng. Sao? Biết sao không? Nói ra biết. Nàng phi tần của ta sủng ái nhất. Nàng đã từng có long thai. Hoàng thượng. Đây là người đã từng có long thai. Không phải là được. Không phải. Bảo bảo mỹ nhân chỉ có lại thôi. Không có xin. Không phải ai. Ngồi xuống. Chính vì thần thiếp có long thai nên tất cả mọi người ở đây đều ganh ghét thần thiếp. Đúng rồi, ta cũng không nghĩ phải, vậy. Nhưng mà một chút nhưng một thời gian đã qua rồi, câu chuyện đến là câu chuyện cũ rồi. Mọi người ơi, mọi người hãy nghe. Tại sao ta phải tin nàng chứ? Dạ, thần thiếp có biết luôn à. Hoàng thượng à. Im để cho người ta trả lời, đi về. Hãy tin ta. Dắt quá giết. Không giết. Tại vì nếu mà ta chết thì sẽ có một người chết theo nữa.
tao giữ lại dân thường càng tốt. Phải giữ lại những gì ta chết tao có thêm một người chết nữa. Ai vậy? Nói luôn không còn 5 giây. Mọi người thấy chưa? Lòi mặt ra rồi. Bây giờ sống hay chết? Biểu quyết. Trời ơi. Chưa thấy ma hồn. An ủi giam hồn. Trung biết. Thầy nghĩ lắm, nghĩ luôn. Ông ấy về, ông ấy về. Bibi. Nàng. Bảo bảo đi nha. Muốn mang ai theo? Dạ. Người thích mang theo cũng đã khác đi. Ta báo cho nàng một tin vui. Chết không nhắm mắt mà. Bây giờ làm Bảo Bảo được quyền chọn một người chết chùm theo. Ôi chết rồi, thần thiếp lỡ lời. Im. Để nói là thần thiếp lên. Cho chơi đi. Giờ các thiên hiệp quát lại à. Quát lại nha. Quát lại đi. Các người không tin ta. Được rồi. Thần thiếp, thần thiếp. Con này nó hiền. Ôi thiệt mà. Thần thiếp chọn Khanh Tiệp Dư. Em Khanh Tiệp Dư. Và Bibi là đứa rồi. Đi. Canh một bắt đầu. Phi Tần đang giữ bùa cấm khẩu tỉnh dậy. Đêm nay nàng quyết định cho ai cầm. Cảm ơn nàng, ngủ đi. Người bị cầm sẽ được chạm vào tay. Cảm ơn nàng. Phi Tần đang giữ lá bài hộ vệ. Tỉnh dậy. Đêm nay nàng sẽ bảo vệ ai? Nàng đã có người để bảo vệ. Ngủ đi. Phi Tần sát nhân. Cho ta biết sẽ giết ai đêm nay. Ngủ đi. Cảm ơn. Phi Tần tiên tri. Tỉnh dậy. Nàng muốn nhìn bài ai đêm nay? Phi Tần mùa ngải tỉnh dậy. Đêm nay người chết đó chính là nàng. Có dùng chức năng của mình không? Nàng có 10 giây để quyết định có sử dụng chức năng hay không. Đêm đẫm máu. Thôi thì đừng nói nữa. Thần có linh cảm không có lành. Người chết. Liệu thân. Người chết đêm qua chính là. Đừng dừng lại. Nhắc lại. Hải Trường. Tôi buộc phải chia tay nàng. Hai người không tính tập. Dạ. Hai người không biết chơi thôi. Hoàng thượng ơi, thần thiếp lại chết nữa. Trời ơi, đừng, ta không chịu đi, ta không đi. Ta không đi. Ta không đi. Ta không đi. Người đâu? Ta không chết. Thôi hãy tìm ra ngay. Người đâu? Ta không chết nữa. Ta không ra, ta mới lên. Trời ơi, trời ơi, đời. Hồn ma đã chết rồi, không được nói gì nữa. Cái này có một phút để tranh luận. Bắt đầu. Hãy tìm bây giờ, thủ đi nào. Bây giờ số sát nhân giờ chỉ còn một thôi. Số sát nhân chỉ còn một thôi. Sao biết? Tại vì bây giờ còn 4 người mà mọi người vẫn còn trong ván này. Thì có nghĩa là bây giờ chỉ còn một sát nhân mà thôi. Hai sát nhân đã bị giết rồi. Chứ phải là 2-2 là bên 2-2 là Lương Thiện sẽ thua. Thế bây giờ chỉ còn một sát nhân nữa thôi. Ủa 2-2 Lương Thiện sẽ thua. Chỉ còn một sát nhân thôi. Luật chơi là các nàng phải tìm ra được hết tất cả sát nhân thì phe Lương Thiện mới thắng.
Nhưng nếu số lượng sát nhân ở trong ván bằng với số lượng phi tần lương thiện thì sát nhân sẽ thắng. Chỉ còn một, nhưng chỉ còn một sát nhân. Số người lương thiện nếu có long thai hoặc bùa ngải thì trò chơi vẫn tiếp tục. Cái này đã hiểu chưa? Cũng có thể là còn hai sát nhân. Không. Các nàng còn 30 còn giây. Còn một thôi. Còn một sát nhân thôi, chắc chắn là còn một, chắc chắn là còn một. Ý là long thai đã bị diệt rồi. Không. Hãy lố thêm một người xuống, nghĩa là chỉ còn một sát nhân thôi. Thần thiếp là thần thiếp một trận màu xanh rồi đó. Thần thiếp rất nghi ngờ những người im lặng. Đúng. Im lặng những người im lặng. Suốt buổi từ đầu tới giờ không nói một câu nào, thấy chị em mình đã đi không hề thương tiếc. Chính là đây. Chị Cano. Cano à. Nhưng mà ít nói, đây là bản tính vốn ít nói. Tôi nói cho các chị em nghe. Ra mặt luôn. Tôi đã soi được. Đầu tiên tôi soi Hải Triều Quý Nhân. Không phải. Đêm thứ hai tôi soi Lít Quý Nhân. Không phải. Và chưa soi được tất cả Quý Nhân ở đây. Cho nên là tôi không phải. Không phải. Đã hết giờ rồi. Nếu để lộn, mọi người hãy đưa ra ý kiến của mình liền đi. 1, 2, 3. Bên chọn. Vòng tròn. Vòng tròn. Có một cái hay tâm. Lê Nhân có hai vote. Cả hai cùng phải bước lên trên này biện hộ cho mình và biện hộ cho chính các nàng. Vậy đây là hai con sói. Biện hộ đi. Lên đi, lên đi em. Có thể nhầm hoặc cũng có thể luôn. Có thể nhầm. Quỳ xuống, xoay mặt ra. Rồi. Cano, nói đi. Thưa hoàng thượng, cả cuộc đời này của Nhân Quý Nhân lúc nào cũng sống trong lương thiện, không thể nào đi hại người được. Chỉ biết lái cano chở người thôi. Chỉ biết lái cano và hai đêm rồi đã soi được một số người nhưng mà không phải. Giờ nếu sai một trong hai phải chết luôn. Tại vì nếu đêm mai mà tôi chết là thế nào phe thiện cũng thua. Cuộc đời em ngoài giết ruồi mũi ra em không bao giờ giết người. Em thề. Trời ơi, nãy giờ em thấy anh Nhân anh im lặng trước những sự ra đi. Quý Nhân, Quý Nhân, Nhân rồi cứ im lặng trước những sự ra đi của chị em. Em nghi ngờ thôi. Nhưng không ngờ giờ đưa chào hai chị em cảnh bế tắc như vậy. Một sống một còn. Thôi giờ chứ bánh đồ xì đi. Đâu bánh đồ xì. Để người ta bốt. Để người ta bốt. Đầu tiên Lê Nhân, Mỹ Nhân, các nàng cho sống hay cho chết. 3, 2, 1. Mình chọn. Lê Nhân, Mỹ Nhân sống. Mời nàng về chỗ. Ba người. Thanh Trần. Thanh Trần. 1, 2, 3. Mình chọn. Người đâu? Lôi Thanh Trần Mỹ Nhân ra. Nàng có gì muốn nói cuối cùng không? Ủa nói gì nữa giờ? Ủa nói gì nữa giờ? Cuộc chơi đang đi tới hồi kết. Tất cả ngủ đi. Oh my god. Các vị đã chết hãy yên lặng để đảm bảo kết quả. Cuộc chơi đang dần gay cứng và hung thủ là ai sẽ được lộ mặt sau ít phút nữa. Canh Phi Tần đang giữ bùa cấm khẩu tỉnh dậy. Nàng sẽ cho ai câm đêm nay? Người bị câm ngay lập tức gật đầu. Về đây đã nhà. Cảm ơn các nàng, ngủ đi. Sát nhân tỉnh dậy, đêm nay nàng sẽ giết ai? Ngủ đi. Ngủ đi. Hộ vệ tỉnh dậy, nàng có muốn bảo vệ ai đêm nay không? Cảm ơn hộ vệ. Nhà tiên tri. Phi Tần tiên tri tỉnh dậy, nàng muốn xem. Ngủ đi nàng. Tất cả hãy tỉnh dậy. Đêm qua người chết chính là chị Cano. Đã chết đêm qua rồi. Chết vì một lý do đặc biệt.
trò chơi vẫn tiếp tục. Wow. Yeah. Tôi chết mà tôi vui gì trời ơi. Một trong hai nàng, ai là sát nhân? Dù ai có là sát nhân đi chăng nữa, phe lương thiện sẽ thắng. Thưa hoàng thượng và tất cả các hồn ma ở phía xa, phe lương thiện sẽ thắng. Phe lương thiện sẽ thắng. Sẽ thắng. Bốt luôn đi. Bốt luôn. Thằng Tiếp cũng nghĩ là phe lương thiện sẽ thắng. Tiếp cũng nghĩ là phe lương thiện sẽ thắng. Bốt, bốt, bốt. Thùy Anh, Ánh Quỳnh. Rất tự tin. Cái này chọn ai chết? Bắt đầu. 1, 2, 3. Đúng rồi đó. Chết luôn đi. Chết luôn. Chết luôn. Tao tặng chết luôn. Chết luôn. Chết luôn đi. Chết luôn đầu đấy đi. Tao còn lại là vùng cuối cùng. Như vậy trò chơi kết thúc. Phèo phi tầng lương thiện chiến thắng. Chuẩn bị lễ sắp phong. Vậy là phe lương thiện đã thắng rồi đúng không? Chúc mừng phe lương thiện đã thắng. Tất cả những ai thuộc phe lương thiện đều sẽ được thăng chức. Yeah. Ôi trời ơi, đồ ăn tới. Người thấy không, vừa chơi xong là đồ ăn tới liền nè. Tất cả mọi người ở đây đều được ăn thưởng thức món bánh trung thu. Bánh trung thu được Coffee House vô cùng đẹp mắt và thơm ngon. Cũng do Rap Food tiến cống, hoàng thượng đặc biệt ban thưởng cho tất cả mọi người cùng thưởng thức. Ủa? Bánh đâu? Bánh đâu? Cảm ơn công công. Ta lui chung. Bây giờ ta sẽ được công bố những diễn biến của ván chơi vừa rồi. Các nàng thân mến, ván vừa rồi, người có dây tơ mệnh đó chính là Quang Trung Tiệp Dư. Nối số mệnh của mình với Lê Nhân Quý Nhân. Bà đó bà nội. Đó thì em biết mà. Tôi thương bà rồi bà giết tôi luôn. Tôi có giết bà bao giờ. Người sở hữu bùa cấm khẩu chính là Hải Triều Tiệp Dư. Tôi á. Ván này chúng ta không có bất cứ một phi tần nào là phi tần an phận. Tất cả đều có chức năng. Wow. Mình chưa chết sớm vậy sợ chưa? Phi tần sát nhân gồm có em mà. Tôi biết ghê mà. Thanh Trần và Đồng Ánh Quỳnh. Im không biết gì. Im không biết gì. Người mang lại chiến thắng cho phe lương thiện đó chính là người đã mang long thai của trẫm, đó chính là Thùy Anh Mỹ Nhân. Ôi trời, hay quá, có tài quá, có tài. Nhân phi tần rất có công khác. Chính là Liz Kim Cương. Ôi giời, cảm ơn. Nàng với vai trò là phi tần giữ lát bài mùa ngải. Dạ, Tần Thiếp đã cứu được một tiên tri. Giết em. Cứu tôi bạn. Và Thần Thiếp cũng cảm ơn tất cả mọi người đã nghi ngờ Thần Thiếp vì giết Thiếp đầu tiên. Thần Thiếp không có nghi ngờ nha. Nè, không ai nghi ngờ tôi hết, tôi tự chết. Nàng hãy coi lại cái sự ăn ở của nàng. Làm sao mà tất cả các phi thần trong cung này đều bình chọn nàng là người sát nhân. Mọi người ơi, mọi người mắc cúp sắc xảo không có nghĩa là ác nha mọi người. Đúng rồi, là do anh ăn đi. Và với chiến thắng vừa rồi cho phe phi tần lương thiện thì chúng ta sẽ có hai Tiệp Dư được thăng lên chức tần. Trời ơi. Đó chính là Hải Triều Tiệp Dư và Quang Trung Tiệp Dư. Từ nay hai nàng đã chính thức trở thành Hải Triều Tần và Quang Trung Tần. Wow, trời ơi, nhưng mà mình sẽ trở thành Triều Tần và Trung Tần. Nghe như đàn ông vậy. Tần công công một tần nữa rồi. Yeah. Tần công công. Dạ. Bố trí cho hai nàng học lại quy tắc trong cung. Yeah. Em á. Ema từ Ema Tiệp Dư sẽ được giáng xuống thành Ema Quý Nhân. Đồng Ánh Quỳnh và Thanh Trần giáng xuống Tài Nhân. Tài luôn. Các vị mỹ nhân còn lại, các nàng chính thức được phục chức làm Quý Nhân. Thần Thiếp tham kiến hoàng thượng. Ngồi đi. Không, Thần Thiếp không ngồi đâu. Tại sao vậy chứ, ngồi đi. Thần Thiếp đa tạ hoàng thượng. Hoàng thượng ơi,
Cái gì? Bọn thái giám nó cười thần thiếp. Chém. Không phải đâu, bị gì thần thiếp quỳ mà cao hơn hoàng thượng cái kia. Nàng ngồi đi. Không, thần thiếp không ngồi đâu. Thần thiếp rất cảm ơn hoàng thượng đã phong chức tần cho hoàng thần thiếp. Nhưng mà thần thiếp muốn đi một cái am tự xa tít trên cái đỉnh núi tuyết á hoàng thượng. Để làm cái gì? Thần thiếp nghe nói cái am tự đó rất là linh thiêng. Thần thiếp muốn là cầu an cho hoàng thượng. Rồi thần thiếp muốn giải nghiệp chướng cho mấy phi tần còn lại đó hoàng thượng. Nhưng mà nàng đi như vậy rồi ai sẽ hầu hạ trẫm? Cái đó thần thiếp đã an bài rồi. Rồi ở nhà thần thiếp gửi nhỏ em của thần thiếp bay về tới hoàng cung rồi hoàng thượng à. Vậy nàng đi liền đi. Giỡn thôi, chứ nàng biết nàng là cái người mà ta sủng ái nhất cái cung này mà. Ai hoàng thượng cũng nói vậy chứ. Trời ơi, bao nhiêu là phi tần mỹ nữ, ta không nói như vậy loạn hết rồi sao? Thì vô giờ hoàng thượng cho em làm hoàng hậu đi, hết loạn. Không có, cái này là bột miệng ai dựa hoàng thượng ơi. Một chút xíu nữa thần thiếp phải ra suối, thần thiếp gột rửa hết cái thân người này mới được đi đó hoàng thượng. Hoàng thượng được, ơi, ta sẽ cho người chuẩn bị cho nàng thật là kỹ để nàng lên đường đi tu. Dạ không không, đi cầu an thôi chứ vẫn về không có tu nha hoàng thượng nha. Dạ hoàng thượng. Triều Tân lại ta hoàng thượng thiếp đi trong lòng ta. Ôi hoàng thượng ơi. Không sao hoàng thượng ơi, gửi lại hoàng thượng thiếp đi. Triều Tân, Triều Tân. Để coi còn được bao lâu. Có chừng lên voi xuống chó đó là trung tần à. Xuống chó rồi nè. Kể từ giây phút này, những người ngồi cạnh các nàng không còn là chị em tốt nữa. Đó có thể là sát nhân. Gì vậy bà? Cũng có thể là những người có thôi. Chức năng ở những trong ăn gì thôi như dây hiền. Ta đã nhờ tiên đế ban cho các nàng những lá bài hộ mệnh với những chức năng để bảo vệ bản thân mình cũng như bảo vệ cho sự an toàn của cả hoàng cung. Các nàng đã biết chức năng của mình chưa? Dạ rồi. Các nàng hãy ngủ đi. Canh 1. Phi tần đang giữ lá bài dây tơ mệnh tỉnh dậy. Nàng sẽ kết đôi ai trong đêm nay? Số mệnh của hai người kết đôi sẽ dính chặt vào nhau. Một trong hai người chết, người còn lại cũng sẽ chết theo. Phi tần có lá bài cấm khẩu tỉnh dậy. Đêm nay nàng sẽ cho ai ngâm một? Canh 2. Các phi tần an phận tỉnh dậy. Hãy nhìn nhau đi.
các nàng là những cư dân lương thiện nhất, không có chức năng, ngủ đi các nàng. Phi tần đang mang bào thai của trẫm, long thai tỉnh dậy, nàng có chức năng, tính bình chọn của nàng những hai. Và cánh ba đã đến. Phi tần đang giữ lá bài hộ vệ, tỉnh dậy, nàng quyết định bảo vệ ai đêm nay? Phi tần sát nhân tỉnh dậy. Nàng sẽ giết ai đi nay? Bibi Trần, Quang Trung, Lê Nhân, Emma, bốn vị phi tần nay đã trở thành sát nhân. Liệu năm phi tần lương thiện ít ỏi có chiến thắng nổi số lượng phi tần sát nhân áp đảo hay không? Đón xem hồi 4 của kỳ án Cung Diên Thọ phát sóng tối mai thứ 3, 18 tháng 9 trên channel YouTube của Wow TV.